phát huy tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, các phong trào hành động cách mạng của đoàn đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều chương trình phong trào hoạt động của đoàn đã được triển khai sâu rộng, khơi dậy tinh thần cống hiến của tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh, nổi bật trong đó là phong trào tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo lời Bác. Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều những gương cá nhân điển hình với cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Đó là những cán bộ đoàn tài năng nhiệt huyết, những gương thanh niên vượt khó trong khởi nghiệp lập nghiệp, những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, những thanh niên lực lượng vũ trang giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó đã khắc họa nên hình ảnh thế hệ trẻ Gia Lai năng động, sáng tạo, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương và đất nước. Bản thân là một chiến sĩ trẻ trong lực lượng công an nhân dân, đồng thời với cương vị là bí thư chi đoàn phòng cảnh sát giao thông. Điều đầu tiên của bản thân đó chính là thấm nhuần tư tưởng về 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an nhân dân và từ đó lấy để làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Bản thân đã học được về Chủ tịch Hồ Chí Minh đó chính là tấm gương sáng trong đạo đức, tác phong, tự giác rèn luyện, luôn xung kích đi đầu trong mọi hoạt động và đặc biệt là tâm huyết với các phong trào đoàn. Và từ những điều nhỏ nhất thì bản thân cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và góp một chút sức mình trong công tác xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Đặc biệt, thực hiện chủ đề của năm 2023 về chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn, từ đầu năm đến nay, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.233 tổ chuyển đổi số cộng đồng do cán bộ đoàn làm nòng cốt. Các tổ công nghệ số cộng đồng đã và đang phát huy hiệu quả, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số đến người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó có nhiều mô hình hay đã phát huy được hiệu quả trong quá trình triển khai tại cơ sở, như mô hình số hóa các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Đắk Pơ, tổ ứng dụng công nghệ số hóa địa danh huyện Chư Pả, mô hình tổ dân phố điện tử ở thành phố Pleiku. Đoàn phường Yên Thế tổ chức lễ ra mắt tổ dân phố điện tử tại tổ dân phố 1. Thì đối với bà con nhân dân chúng tôi nhận thức đây là một cái việc hết sức cần thiết. Bởi vì nó nhằm cái thực hiện cái chính phủ điện tử và giúp cho người dân sẽ thực hiện các cái thủ tục hành chính để mà nhanh hơn, gọn hơn và nó công khai hơn. Đấy. Và một cái tiện ích rất lớn là giảm được cái thời gian đấy và các cái chi phí đi lại cho bà con nhân dân. Sau khi ra mắt thì chúng tôi cũng sẽ hàng tuần cũng sẽ vào ngày thứ bảy sẽ có mặt tại hội trường tổ dân phố để tư vấn hướng dẫn cho người dân nộp các hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với mục đích giúp cho người dân tiết kiệm thời gian đi lại cũng như là tiếp cận nhiều hơn đến việc thực hiện thủ tục hành chính trên không gian mạng. Không những cống hiến sức trẻ trong các hoạt động của đoàn, tuổi trẻ trong tỉnh cũng tích cực tham gia các hoạt động tri ân người có công với cách mạng, tổ chức các hoạt động tình nguyện đến vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giúp đỡ người dân khó khăn. Nhiều công trình phần việc ý nghĩa phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương đã được các cấp đoàn triển khai thực hiện, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thay mặt cho hệ thống chính trị thôn và nhân dân thôn của Thừa Ca B, thì cũng cảm ơn Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã hỗ trợ xây dựng cái tuyến đường sáng xanh sạch đẹp của thanh niên. Thì với cái sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện về xây dựng làng nông thôn mới, thì với con đường của thanh niên tự quản thì nó sẽ phát huy cái vai trò xung kích của thanh niên ở trong thôn, và nó sẽ tạo được cái cảnh quan môi trường góp phần vào cái xây dựng cái làng nông thôn mới theo cái chỉ thị 12 của tỉnh ủy và giúp cho bà con chúng ta có cái đưa cái ánh sáng vào ban đêm để thuận tiện trong cái việc đi lại của bà con nhân dân và các cháu học sinh. Thứ hai nữa là nó góp phần vào là đẩy lùi được cái tệ nạn, nhất là về vấn đề trộm cắp ở trên địa bàn. Nhờ triển khai những phong trào, chương trình phù hợp với từng giai đoạn, từng địa phương, đơn vị, nên công tác xây dựng đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng đạt được những kết quả tích cực, khơi dậy khát vọng và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Gia Lai. Chúng tôi tiếp tục tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền
đặc biệt là về giáo dục, tuyên truyền lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đấy thì các hoạt động về nguồn sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và đồng hành với các đơn vị để về với các địa chỉ đó, trong đó là có khu căn cứ cách mạng của tỉnh Gia Lai và bia di tích Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Gia Lai. Ban Thường vụ cũng sẽ tiếp tục triển khai cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Gia Lai và sẽ tạo dựng cái hình ảnh đẹp về thế hệ trẻ trong thời kỳ mới hiện nay. Song song với đấy thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện sáng tạo của thanh thiếu nhi trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh. Tập trung vào đó là cái việc mà tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cũng như là các hoạt động góp phần để phát huy vai trò nòng cốt của đoàn thanh niên tham gia chuyển đổi số và tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của đoàn, tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh ngày càng trưởng thành hơn qua những chương trình, hoạt động của đoàn, từ đó khẳng định được vai trò nòng cốt của tuổi trẻ, xứng đáng là lực lượng tiên phong, cánh tay đắc lực của Đảng, góp phần cống hiến sức trẻ, xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp.